Quý bạn đọc thân mến, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào sử Việt tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị thân mến, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một nhà nho yêu nước có nhân cách cao thượng. Cụ là người đã giáo dục nhân cách và gieo mầm tư tưởng yêu nước cho con trai của mình là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của cụ trải qua nhiều thăng trầm, bôn ba ở nhiều nơi, nhưng điều đặc biệt, mảnh đất Hòa An Cao Lãnh lại là nơi ghi dấu hoạt động sâu sắc và tự hào hơn khi đây là nơi sinh sống của cụ trong những năm tháng cuối đời. Nhân dịp lễ giỗ lần thứ 91 của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc ngày 26-27 tháng 10 âm lịch nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn của nhân dân đối với cụ Nguyễn Sinh Sắc, người đã có công tuyên truyền tư tưởng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước nói chung và nhân dân Đồng Tháp nói riêng. Thư viện tỉnh Đồng Tháp thân mời các bạn cùng tham gia chương trình giao lưu Tự hào sử Việt kỳ 7 với chủ đề Nhớ ơn cụ Sắc, quy định cụ thể như sau. Đối tượng tham gia: quý bạn đọc sinh sống, học tập, công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến 9 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2020. Hình thức tham gia: trực tuyến. Bước 1, đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2, xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video theo cấu trúc 1A, 2B, 3C. Đồng thời, dự đoán số người tham gia chương trình. Bạn đọc để lại thông tin họ tên cùng số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp và ghi nhận đáp án đầy đủ đầu tiên nhất của mỗi tài khoản. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1. Bạn hãy cho biết năm sinh và năm mất của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. A. Sinh năm 1862, mất năm 1929. B. Sinh năm 1863, mất năm 1929. C. Sinh năm 1864, mất năm 1928. Câu 2. Năm 2020 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày mất cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc? A. 90 năm. B. 91 năm. C. 92 năm. Câu 3. Bạn hãy cho biết ngày giỗ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc là ngày tháng nào? A. Ngày 25-26 tháng 10 âm lịch hàng năm. B. Ngày 27-28 tháng 10 âm lịch hàng năm. C. Ngày 26-27 tháng 10 âm lịch hàng năm. Câu 4. Khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc được khánh thành vào thời gian nào? A. 12 tháng 3 năm 1977. B. 13 tháng 2 năm 1977. C. 14 tháng 3 năm 1977. Câu 5. Ngôi làng cụ Sắc sống những năm tháng cuối đời. A. Làng Hòa An Cao Lãnh. B. Làng Mỹ Trà Cao Lãnh. C. Cả hai đáp án trên đúng. Câu 6. Người con gái đầu lòng của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc tên là gì? A. Hà Thị Hy. B. Hoàng Thị Loan. C. Nguyễn Thị Thanh. Câu 7. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đổ phó bản vào năm nào? A. Tân Sửu năm 1901. B. Tân Sửu năm 1902. C. Tân Sửu năm 1903. Câu 8. Khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc nằm cạnh ngôi chùa nào? A. Chùa Hồng Liên. B. Chùa Hòa Long. C. Chùa Kim Quang. Câu 9. Ao cá Bác Hồ tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc có hình dáng gì? A. Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp. B. Bản đồ thành phố Cao Lãnh. C. Bản đồ Việt Nam. Câu 10. Hai loại cây được công nhận là cây di sản Việt Nam ở khu di tích mộ của phó bản Nguyễn Sinh Sắc là cây nào? A. Cây tre và cây sợp. B. Cây khế và cây đa. C. Cây khế và cây sợp. Và bây giờ mời các bạn cùng tham gia nhé.